Quý khách có biết rằng việc sử dụng máy sấy không chỉ giúp quần áo khô nhanh mà còn bảo vệ chất liệu vải khỏi hư hỏng do phơi nắng? Hãy khám phá ngay những công nghệ mới của máy sấy thông hơi Electrolux 8,5 kg EDS854N3SB, giúp tiết kiệm thời gian và giữ cho quần áo luôn bền đẹp. Thiết kế cửa trước sang trọng, hoàn thiện với tông màu xám onyx thanh lịch, phù hợp với mọi loại không gian sống. Bên cạnh đó, bảng điều khiển cảm ứng thông minh và núm xoay cũng được thiết kế dễ nhìn, giúp người dùng dễ dàng thao tác. Với khối lượng sấy 8,5 kg, công suất 2250W cùng 3 mức nhiệt độ khác nhau, quý khách có thể sấy cùng lúc nhiều loại quần áo với một lượng lớn quần áo trong một lần, phù hợp với gia đình có từ 3 đến 5 thành viên. Điều này tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời đảm bảo quần áo luôn khô ráo để sử dụng. Máy cải tiến với lồng sấy kích thước lớn hơn để bạn sấy được nhiều đồ hơn trong một lần, cũng như giúp quý khách có đủ không gian để bỏ vừa chăn, mền, đồ có kích thước lớn vào sấy khô cùng lúc. Máy sở hữu 12 chương trình sấy đa dạng thích hợp cho từng loại chất liệu vải, giúp quý khách chăm sóc quần áo tốt và bền hơn. Một trong những công nghệ nổi bật của máy sấy thông hơi này là chương trình Vapor Refresh. Công nghệ này giúp làm mới và giảm nhăn quần áo một cách nhanh chóng bằng hơi nước mà không cần sử dụng chất tẩy hoặc chất làm mềm. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 30 phút, quần áo sẽ trở nên mềm mại, tươi mới và giảm nhăn tới 23% so với việc phơi khô tự nhiên. Ngoài ra, máy còn sở hữu công nghệ cảm biến sấy thông minh Smart Sensor sẽ đo lường độ ẩm của áo quần trong suốt chu kỳ sấy, từ đó điều chỉnh thời gian sấy để tránh gây hao mòn và làm nhăn sợi vải, không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn bảo vệ quần áo luôn mềm mại. Công nghệ sấy đảo chiều Reverse Tumbling hiện đại thông qua chuyển động luân phiên của lồng giặt giúp quần áo không bị rối, giảm nhăn đến 32% khi so sánh với phơi khô tự nhiên, giúp cho việc ủi quần áo trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Công nghệ Color Care giữ màu hiệu quả cho các loại vải, có thể giảm phai màu đến 80% so với phơi khô dưới ánh mặt trời. Quần áo màu đỏ giữ được vẻ rực rỡ trong khi đồ màu đen giữ được vẻ nguyên bản và ít phai màu hơn. Máy cũng cung cấp chế độ sấy nhanh với chu trình 30 phút để sấy khô nhanh các loại vải thông thường, vải cotton hoặc vải tổng hợp. Chương trình này phù hợp với khối lượng quần áo trung bình và sấy khô hiệu quả trong thời gian ngắn. Máy còn được hỗ trợ tính năng khóa trẻ em nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trong gia đình, tránh các bé nghịch phá bảng điều khiển, thay đổi cài đặt hoặc vô tình kích hoạt máy. Với những công nghệ ưu việt mà máy sấy thông hơi Electrolux EDS854N3SB đang sở hữu, đây sẽ là sự lựa chọn đáng cân nhắc khi nhu cầu làm khô quần áo ngày càng gia tăng, đặc biệt là vào mưa ẩm ướt hoặc mùa nồm khó chịu. Nếu quý khách đang quan tâm và muốn mua sản phẩm, hãy đến ngay Khánh Huy Home để có thể sở hữu mức giá ưu đãi nhất nhé. Khánh Huy Home là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm nhà bếp, phòng tắm cao cấp và giải pháp lọc nước hàng đầu. Quý khách sẽ được lựa chọn từ nhiều thương hiệu hàng đầu với đa dạng mức giá cùng những chính sách hấp dẫn đi kèm. Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nhà nhanh chóng, lắp đặt miễn phí lúc giao hàng, đổi trả và bảo hành dễ dàng. Khánh Huy Home, thêm ưu đãi, tránh lãng phí, đồng hành cùng các đối tác thiết kế, nội thất và xây dựng. Liên hệ ngay số hotline 1800 646 4410 để được tư vấn chi tiết nhất.